Nào, Đẹp của anh đâu? Tun chào khán giả đi Tun. À, chào, xin chào tất cả các bạn đã đến với lại Việt Vu Vlog. Hôm nay anh em chúng tôi đã chơi một con game mới, đó là không, Gau chả mới gì cả, mà bọn giờ tôi mới chơi thôi, con gau tờ lét à? Không biết đọc như tờ nào? lét, cứ đọc là Gau, gau gau tờ tờ lét lét. thôi. Ok. Nói chung là cũng Và chả bây biết là giờ... game này là game gì, nhưng mà cứ chiến thôi nhá. À, Vâng. thằng Tun Có có chọn sợ Necro không, để gì? tao chọn cái khác. Necro á? Thôi mày chọn cái khác đi, để Ê tao chọn em, Necro. ô, chứ là Negro phải mua thêm anh ạ, nó không cho em pick vào, Đúng nó rồi, dạy. à, tao select kìa. Ui xấu Thật gái đấy. Ừ, Xấu mẹ thật. tao tưởng đàn ông Anh hóa ra là một em da đen ạ. anh thành bật cái gì đấy? Cái gì, bật gì? Anh tổng gì đấy? Thằng Thành là pháp Ai mà sư. biết được. Pháp sư à? Thế chết rồi, thế lại lôi em ra tanh à? Ờ, mày đánh con đấy Warrior hoặc là Valkyrie cũng được, con Valkyrie kinh phết. Valkyrie đi. Trời nó chất. Đấy, Ui nó phải giời. như thế này chứ. Ơ. À. Ready đi Ready. Tun. Rồi, ready. Ready. Rộ. Còn chưa biết điều khiển như nào này. Oh Từ từ. Ui, Đây là đi đi như bình thường rồi nè. W W-A-R, W-A-S-D ASD. Ui, nhưng mà này. skill kiểu gì? Chúng mày có thấy có hiện UI các thứ không? Phím tắt, phím tiếc Không gì có không? anh ơi. Hay là màn hình Không, trắng trắng bóc? xóa. Màn hình như mọi Trắng người xóa, thôi trắng xóa. Ơ, thôi. Chết rồi. Cái gì đây? Đây, con trồ đây Vãi, này. phải đi Con lên ạ. mô này. Thằng Tun đi lên đi Tun này. Đây. Vãi trưởng. Welcome. Dịch anh ấy, dịch 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 dịch. Tao là Morak. Tao là một pháp sư pháp siêu sư mạnh. yếu mạnh. Có thể summon cái Gauntlet là cái gì? À, găng, chắc là găng tay của Talos. Phải. Lá lốt. Nó bảo là mình, nói chung là nó nói nhanh lắm, không đọc kịp. Outmood me là gì? Không biết. Cứ đi thôi, gặp thằng nào giết thằng đấy. Sao điều ấy, sao con của em chỉ có mỗi quả chém thôi á? Vô lý. Hình như chỉ có một phát đánh chuột trái, một phát đánh chuột phải thôi vậy. Em thấy ở dưới cái gì Ôi vãi, chỉ có thế thôi. Xong rồi á. À có trên 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 có trên equipment này. À có E này, E là cái gì này? Phím E này. À có E này, có E này. À muốn đổi skin mất tiền cơ. Phạt. Thôi à, cứ đi đã, đánh đã, mặc định ban đầu đi. Tìm hiểu sau. Cái gì chẳng có tiền. Ready Tun. Đi. Ơ em chưa già cài đặt lại dâu màn tóc. hình setting game. Ui. Kiểu già dâu tóc phải bạc phơ này. Chiến trước hỏi sau. Đâu? À đây. Quái đâu? Chuột phải là vang, lao lên vang 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 vang. Ô, Ui vàng. Tao đánh xong rồi nó hiện ra mấy thằng xương. Anh em mình tranh nhau à? Thế này thằng nào nhận được à hay là chia đều đấy? Không biết. Nói chung là cứ thằng nào nhanh tay là thằng ấy được. Chả thấy quái đâu. Ra đây, đây gọi. Dăm ba con game này. Ừ, vẩn. Con này làm sao game mà này dễ bằng không? Con à, khó bằng con magic được. Đúng rồi, game dễ vãi. Tưởng nào. Game là dễ. Cứ quảng cáo là cái gì game này, co op siêu khó. Đây đi đầu này. Tôi nhìn kìa. Siêu khó. Ơ đây có chìa khóa này. Từ từ đi đây. Đây chìa khóa. Anh à. Góc 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 nhìn ngựa với đấy. Này thì trưởng chuột phải nhá. Ui bên kia phòng kia đông chưa? Em chìa em khóa có quy này. Tao có chìa khóa rồi. Đây, mở chìa khóa đây ạ. Này đi. Ơ. À, bây giờ nó mới hiện summon này kìa. Ấn space để summon kìa. Đấy, đệ đâu? Lên đi em. Bọn đệ này không biết là sao điêu thế nhỉ? Sao tự dưng con của anh có gọi đệ các kiểu thế thì tại vì nó con của tao là mạnh summoner. À? Mày hỏi buồn cười nhỉ? Ơ nó đệ chết rồi kìa. Quả cách đâu, của đệ. Em là cái gì thế nào? Quả cách của mày là hình cái như kiểu nó phi khiên ấy. Nhìn hình giống cái khiên nó bay ra đấy. Ôi vãi, phi thật. Ôi vãi. Chu mày. Cái gì kìa? Cẩn thận chết đấy. Vãi chết mẹ. Nó có bẫy đây. Cứu nó dậy. Cứu kiểu gì? Cứu kiểu gì?
Nó có revive này. Revive kiểu gì? Ơ, thằng Tun ấn cái gì ấy? Em chả ấn gì cả. Em ấn F. À. Nó ghi là F. Chắc là tại vì là đi qua đây cẩn thận ông bẫy nhá. Xông quá. Ấy da. Xông nhanh quá. Wow, tài. Máu của mình ở đâu ấy? Máu của mình là hai cái thanh thì phải. Mày là hai cái thanh à? Mày là ba thanh thôi, bọn tao chỉ có hai thanh thôi. Ô. Đi. Mẹ. Ấn F để nhảy qua nhá. Đứng cái đấy ấn F. Ấn F à? Tao có quả skill chuột phải. Ấy à? Ui, sao máu cái gì này? Quả skill chuột phải dùng có mất gì không nhỉ? Em không biết, em chả có skill. Anh ơi, chìa khóa luôn. Này. Chìa khóa mở cửa đi. Anh nhặt chìa khóa đi. Mày đứng ngay đấy mày không nhặt. Mở cửa nhá. Em sợ mở nhầm cái gì. Lên đi. Ấn mày ấn chuột phải nó là cái gì? Chuột phải của em mà lao lên anh ạ. Chuột phải bằng thanh là cái gì? Chỉ có bắn em bắn thế thôi à? Chuột phải đâu cả. Ế, cái này hồi máu kiểu gì? Từ từ, cái chìa khóa ở đây đâu nhỉ? À đây. Ngon. Ui, tiền anh em ơi. Máu. À, máu là đi nhặt kiểu này à? Cái em này, hết máu mà cái này, anh đi nhặt máu là cái nào? Này không xoay được góc camera. Ôi thôi, nhiều bẫy lắm. Anh ơi, em hết máu xoay lại nhặt máu. Yeah. Mày đầy đây. Ấn nép cơ nhảy qua không? Ai biết được. Xời, nó phải như thế. F là gì? Sao mình đâu có skill? Đâu, em vẫn trượt phải, em bay đi lại đấy. Ủa, nhìn kìa. Ôi, chung. Nó đóng mẹ cửa lại kìa, mất dậy. Mẹ tròn này, em nhìn đống quái của anh, không biết đâu là quái, đâu là... Quái của tao nó màu tím mà. Mày bù màu à? Mày màu, sao vậy? Cả tím thế mà. Ô, thằng okay. Này, láo. Chùm kiểu gì vậy? À đây này, mẹ nó ra thêm mấy thằng nữa này. Đồng ơi, đợi cho tí. Cái gì? Ui, nổ. Mày gọi vợ là đợi tớ tí á. Ê, ui vãi. Em thì vẫn là tớ với ghẹ mà. Vãi trưởng. Em có anh em vợ chồng gì đâu. À, tao biết tại sao rồi. Tao biết tại sao thế rồi. Ơ, để tao ăn máu thôi. Em cũng cần máu nè. Nhưng mà mày có 3 thanh máu, anh chỉ có 2 thanh thôi. Mày là tanh mà. Là tanh mà giờ em còn 1 thanh máu. Chia đâu? Thằng nào vừa nhặt chia rồi? Thằng Tun à? Có số chia trên đầu không? Em làm gì có cái chia ra trên đầu? Ui, mẹ không, cái gì này? Không chia thật. Đừng động vào cái đấy, À, đi tìm chia. Em cho nổ rồi. Cái này game này không xoay được góc nhìn đúng không? Không xoay được anh ạ. Hiện tại là chưa anh ạ. Em chưa nhìn thấy xoay góc nhìn đâu. Thế thì phải đi đường khác thôi, đường này cụt rồi. À đây em hiểu. À đây rồi, đây rồi. Ừ, thông minh. Ôi, thông minh đấy, phết đấy. Nó phải thế. Này, anh đã khen nhầm. Lại. Tiếp sao, anh. Sao? Lỗi. Chắc là mày đặt xa quá. Đấy, biết ngay mà. Máu của anh em ai cũng đầy. Đấy mày nhặt đi. Đấy ai nhầm tranh mày. Đấy thằng Tun có chia rồi kìa. Rồi sao? Đi ra mở đi ra. Thằng mở thôi. Để em ở giữa cho. Em mở kiểu gì ấy? Đi sát vào em mở. Cứ đi chạm vào nó. Trường nhỉ. Trò này tao nghĩ dễ cũng bị bẫy đấy. Em sợ cái trò bẫy cực kỳ luôn đấy. Đây có cái cột, Đập cái cột đi đã. Cái cột là con ăn đây anh ấy. Ôi. Đập cột chưa? Nó ra, nó có con béo nó ra. Thằng Tun sắp chết rồi kìa. Phải thế chứ. Cái máu cái cột đâu khó nhìn đấy nhỉ? Cái cột này nó có máu không? Có máu anh ơi, máu nó màu vàng ấy. Ui giời ơi. Rồi. Sao mình đánh yếu nhỉ? Đánh mãi không thấy chết cột. Bởi vì anh là nên cột rô mà. Sao dưới chân nó có cái dưới chân nó có cái thanh gì màu xanh xanh kìa.
Đây máu đây, thằng Duran đi. Máu. Ui, ưng lắm, ưng lắm, ưng lắm. Một con gà, một con gà được có một vạch máu ạ. Quá cùi. Mà giờ skin của anh Thành là gì đấy? Chúng mày thỉnh thoảng chúng mày có nghe có cái tiếng phạch 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 á. Ui, ui. Đây rồi. Đây rồi. Cả nó đi em. Chui vào đây anh ơi, chui vào đây. Hả? À? Đây là vòng bảo vệ à? Nó không vào được à? Ui giời, bảo vệ được có tí. Tưởng kìa, nó đang đứng tập trung kìa, ra clear đi. Nó tròi dễ nhỉ? Cảm giác không có tí thử thách à? Dễ hơn Magicka bao nhiêu? Em mất mẹ cái skill bắn bắn rồi anh ơi. Do sao? Skill của em bắn nào? Cái skill bắn của em bây giờ biến mẹ thành cái skill gọi gọi ấy rồi này. Ai biết, hình như là có nút nào đấy để đổi Q sao? Q sao? Tao có cái nút Q kìa. Em ấn Q chả xuất hiện cái gì. Cái gì đây? Gì đây? Đây là cái gì? Tao của anh đấy ạ. Ừ, tao ấn Q nó lại ra cái này. Anh nhầm rồi. Tiến lên đi các. Ui 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 ui. Mẹ, bọn quái này trông vớ vẩn mà nó đập đau phết ấy. Nào Tun, thể hiện tanker đi sao nào. Đây đây đây, em thi thân tanh, lên. Em đang tanh vãi cướp luôn nè. Em đéo có skill. Bó tay cái ông Wizard. Ông Wizard lại là cái thằng hiểu nào, bắt đầu thấy anh Thành phế nha. Tưởng là pháp sư thế nào, Grand Dap như nào. Phế vãi trưởng. Này thì biến hình này. Ui, phải né skin ra kìa. Ơ, đây có cái bốn cái chỗ để chẳng đứng đi, này. Chẳng đi, né ra. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Anh Thành làm gì đây? Ui giời. Ui giời ơi, ui nhìn chưa, bá đạo chưa. Ui, căng. Thôi chết cha, sắp hết máu rồi. Hình như cái cột này nó đáp cái gì của mình đúng không? Không, cái thằng kia đáp anh ơi. Né thằng kia. À, hai cái mấy thằng vàng vàng đúng không? Bố láo rồi, mấy thằng chó. Rất láo. Anh Thành thằng mấy cưới nhỉ? À, Tun này à, anh mê anh Thành đang định chơi một cái trò zombie xây dựng, sinh tồn. Zombie xây dựng lại còn sinh tồn nữa. Ờ, xây nhà xây cửa sinh tồn. Tên game anh ơi. Chế tạo. Bảy đây. Bảy đây tu đai. Bảy đây tu đai. Anh ơi. Mày có chưa? Em sợ lắm, mày nếu chơi được game đấy. Game này hay lắm, nó đang giảm giá Halloween đấy. Anh ạ. À, chưa rồi, sắp chết rồi còn một chấm máu. À nó đuổi, nó đuổi. Tun. Cứu. Thằng nào đuổi? Ui nó nổ chạy đi. Sắp hết máu rồi. Game là dễ mà lại sắp chết. Làm sao? Em đéo skill. Bó tay. Ui anh Việt còn chấm máu thật kìa. Ê có cái mộ này, đập mộ ra, đào mộ đó. Đập được không? Không đập được anh ạ. Đấy là một cục đá, thằng này đút tung lên tin đồn này. Này. Bảy tay to die như là hôm nọ hồi nọ có rồi thấy. Mày có chưa? Có rồi mà. Mày trước có rồi thì hôm nào chơi thôi. Cho anh em chơi trò đấy rồi thấy. Anh quên à? Có chắc nhỉ? Tao chỉ nhớ là mỗi tao với anh Thành chơi thôi. Có cả em mà. Tao với anh Thành chơi cái bản đấy là vào đến bệnh viện rồi Thành nhỉ? Đúng rồi anh ơi. Ui mẹ, còn mỗi ông Thành có đầy máu này. Vãi trưởng đi vào đây. Cái trò này như cứt. Cái này qua map chứ không biết. Wizard này như cứt đây. Next. Wizard. Ai qua màn rồi. Thôi thằng Tun giết. Trời ơi. Ui giời. Nhìn đây này, tôi này, nhìn thấy chưa? Nạp tiền. Anh là dân nạp tiền. Nạp tiền gì? Rồi, đi xuống tầng tiếp theo. Đấy, bây giờ đổi đi. Trên equipment kìa. E là cái gì đây? Summon Soldier Rubber Melee Fighter. Cái E này là chắc là dấu cách nhỉ? Ok, cái này phải dùng tiền mua. Vâng. Skill phải dùng tiền chắc mua. 16k tiền, ủa đắt thế. À, nó đổi à, vũ khí đổi được vũ khí này. Đổi được Relic Talisman cái gì này. Ui, 75.000 với 100.000. Cũng phải mua hết ạ. Summon, tất cả trò này là mất tiền hết. Bây giờ được bao nhiêu rồi? Vừa đánh trận kia được bao nhiêu rồi? Không, nó không hiện mình có bao nhiêu tiền à? À, đây có 5.000. Em có 4.900 này. Anh Thành, pick con khác đi, con đi phế của anh Thành. Anh ấn Red đi mất rồi. Anh có thể bỏ chứ Red đi mà. À, đây là đổi quần áo. Chỉ là hình dáng bên ngoài thôi. Đây là áo choàng. Áo choàng có tác dụng gì? Vũ khí là chính, em thấy vũ khí là chính.
Vũ khí là đổi skin nhanh thôi. Ờ, vũ khí là đổi skill. Là cái trò này như cứ wizard này như cứ nhắm hiểu sao công nhận đấy có skill thế ở giữa bắn cái gì cái gì cái gì đây vãi trưởng à, thành ạ à. Quả tạ vãi trưởng thầy dậy đây nằm ăn vạ tôi mày đập cái gì mày đập cái gì ơ cái gì đây cái gì đây à thì hẳn được gì nó bảo nó ở đây 300 rồi nó chỉ dọa mình thôi dọa tí thôi nó bảo ở đây 300 năm rồi nó cô đơn anh ạ tiền tiền cần tiền lắm cái gì ấy? Và ai trưởng đấy lại thằng khốn nạn em cứ tưởng là anh à. Việt gọi ra đống quái này đang bảo mạnh thế hóa ra không phải lấy đâu ra đang chạy cong đít lên đây này thành trưởng đâu bắn kinh vào em bắn lên đây đấy mày tao thấy nó cứ hồi quả fireball này đấy mày lại đổi ăn cái gì vậy kìa đấy đúng rồi chết anh cho ấn mày không? Ấn cái gì đây em ấn chuột trái hai lần thì nó thành cái quả kia nhưng mà em ấn không sao ơ cái này con này như chỉ chạy thôi không đánh được nó hay sao ấy ui sao anh cứ cắm đầu vào người nó thế hả mai trưởng dậy nè anh máu kìa máu kìa máu cho ai thiếu kìa tất nhiên là cho anh mày rồi chạy, là nó đuổi. Chạy đi em chạy đi chạy em, đi anh em phải chạy chìa khóa anh ơi chìa khóa chìa khóa cứ nhặt đi thằng nào nhặt thì được vãi trưởng vãi trưởng ui giời ơi ui ơi xong rồi bị quay rồi a à. Ui đấy có cái đùi gà to à. Ô sao em tự chết? Ui vãi. What ok the... game là khó. Bó tay. Ui game over phát quit game luôn nhá. Retry đi. Hay là ấy để cho thằng Thành xem có đổi được class không? À, thôi đổi đi anh em. Thế không đỡ. Hả? Phát xử đi. Đổi đi anh em, còn phát xử đi nhưng cứ thế. Ờ anh Thành đâu, anh Thành đâu? Ờ, không thấy anh Thành luôn. Ông Thành em ấn quit game rồi. Thế thì thôi, quit vậy. Quit to map đấy. Invite lại anh Thành. Trời ơi, 14k tiền. Invite đấy, vào đấy. Ơ, đổi class kiểu gì nhỉ? Ơ, em đổi được class này à? Sao tao không đổi được? Em lại chơi con này khỏe lắm, con này khỏe lắm. Thằng Thành có thể chơi cung hoặc là chơi ấy đấy. Chơi thằng Warrior ấy. Warrior giống kiểu Hack Queen cải chuồng hồi xưa. Ô, thằng này có skin cung này. Nào có skin cung. Cung là một con bé nhìn khá là xinh đẹp đấy Thành ạ. Đấy là nó quỳ hay sao ấy. Ờ. Sao con cung của anh Thành lùn như kiểu con Hobbit ấy. Ôi được rồi. Điều đẹp lắm. Giết đi. Đấy nó ngồi đấy à, đây, đây đây con này là đàn ông. Mình cứ tưởng nó là đàn bà. Xinh đẹp. Ôi đi 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 đi. Ơ thằng Thành lại sao rồi? Ông đứa ông bắn ạ. Bỏ tay. Kiểu sắp lấy vợ nên là tinh thần nó hoảng hốt. Ui. Chạy đi. Ui. Anh nhìn chạy em này, thấy em hoảng hốt không? Vãi trưởng. Khó thế sao map này nó khác rồi à? Vừa có như này đâu. Các đệ đâu bảo vệ anh? Đừng để nó nổ, đừng để cái kia nổ đấy, chạy đi. Sao? Con này là cái con gì mà chắc là con này nó không phải là con này nó không phải là quái đánh được nhưng mà tí nữa đến một chỗ nào đấy là mình có thể đánh được nó đấy. Nó vẫn giết anh em. Tao đoán thế. Tao đã đoán con đấy sẽ là chùm của màn này. À cho này mấy người chơi ấy nhỉ? Cho này 4 người. À, thế em bảo thằng Nghĩa mua nhá. Tao vẫn còn một bản. Ê, bảo thằng Nghĩa cứ xem thằng Nghĩa chơi không? Tao vẫn còn một bản. Chìa khóa lại, mỗi thằng nhặt cái. Anh em vừa chết đấy, anh em vừa chết ở đây đấy. Anh nhớ cái nỗi nhục thể xác này.
đâu, vừa có vẻ chết đây đâu. À đúng rồi, hình như có cái đùi gà. Ui mẹ, đã sắp hết máu rồi. À ui đủ mẹ, con kia nó có đuổi chứ. Phải chạy, đừng cố đánh. Qua tay. Thôi để cho tao cái đùi gà cho. Đây rồi. Lên đi các đệ. Anh Thành bắn tốt đấy. Tiếp tục đi. Cứ để nó nổ đi, mẹ bọn khốn nạn. Vãi trưởng. Cái quy là cái gì nhỉ? Đi. Phải qua cửa, quy. Em mới gọi được. Hình như là cái này chạm vào bọn nó là. Này là tránh xa em ra, tránh xa ra. Vãi trưởng. Em không muốn chết ở đây đâu. Cái đấy mẹ nó lùng mình kìa, bực chưa? Cái đấy nó chỉ tấn công kẻ địch chứ không có tấn công đồng đội đâu mà. Anh chắc không? Đi này. Chắc luôn. Ui máu tôi đâu, máu đâu. Ui. Đúng là cái trò này thằng Tun nói đúng ấy. Mẹ đệ, tao chả biết thằng nào là đệ mình, thằng nào là quái cả. Mẹ gọi ra thấy đứng một lũ bâu nhông. Ai chưa? Đi qua đây. Ép. Ép à? Cứu. Ơ, thỉnh thoảng có cái gì màu xanh nổ ấy. Thằng Thành đã sắp chết rồi. Bom của em đấy. Bom của em đấy. Ui lại nổ. Vãi trưởng. Đứng ở trong cái tím này có mất máu nhỉ, hay phải đứng ở hẳn cái tím ở chân nó nhỉ? Ai đồ. Dậy đi. Ấn cái gì? Xem trên màn hình mày nó có cái gì, tao có chết đâu mà tao biết. Ép. Ok. Rồi đi. Mất hết cả tiền. Mẹ. Điem. Bó tay. Em bực cái con ôn này cực cười đấy. Thôi xong. Bó tay. Mẹ chạy về mắc của nó chết luôn ạ. Ấn gì để sống dậy? Cầm tiền chưa? Ép. Sao tao không sống dậy được? Hên lượt. Bó tay. Quay cổ. Của tao nó hiện ra mỗi hình cái đầu lâu luôn. Đúng đây, à đây này, nó có cái hình coin này, skull coin này, chúng mày phải giết thêm đi tao mới sống dậy được. À thế à? Ừ, nó đầy cái này. Rồi, anh cứ tin. Anh cứ tin là em, tiền anh cầm rồi. Rồi. Anh cứ tin là mẹ nó lại nó kìa. Thôi vào đánh chùm luôn rồi, thôi xong. Tôi bỏ mẹ, thế có gọi anh ra được không? Phải đánh, đây rồi, tao dậy đây. Đây rồi. Hay quá. Một pha đặt bom nguyên tử của Thành. Tốt lắm. Ui giời ơi, mẹ mấy con này nó còn bắn ạ. Ui mẹ mấy con tự sát này, mấy con nổ khốn nạn cực. Bình thường. Khốn nạn bình thường. Chết đi. Ôi vãi trưởng. Mẹ chưa kịp nhìn cái gì, mình đã mất một đống máu và sắp chết rồi. Sao nhỉ? Máu. Ngon. Mẹ cái con này làm sao để đánh được nó nhỉ? Đi cửa mở rồi. Kệ nó, chạy. Kệ đi. Cày vào đấy lắm rồi đấy. Xông lên đi các đệ. Oh, cái trò này, cái skill gọi đệ hơi phế. Bọn đệ này yếu quá. Đệ anh mà yếu á? Đệ yếu lắm. Chết. Lên đi các đệ. Ui, bom kinh phết. Đúng là kiểu thằng Thành thay đổi diện mạo, thay đổi class, cái cảm giác đỡ phế hẳn, kiểu trên vai mình bớt đi một gánh nặng ấy. Vừa nãy chẳng qua em là con cá leo cây thôi, bây giờ em khỉ leo cây rồi. Nào leo cây chiết cây chiết. Trời, ui, đồng lắm. Kìa. Ôi thôi xong. Ôi. Láo này. Có bom chuẩn đấy nhỉ. Đẹp trai đáng chịu được. Cái trò. Ôi. Cái trò. Cái nổi nó khiến nạn cực. Cái trò này nó bị một cái đấy là. Có nhìn. Ờ, nhân vật nó nhỏ quá. Nó không rõ ràng. Thì mẹ cái con này nó cứ lùa mình bực thế nhở. Rồi sang kẹp mẹ nó đi. Đi thôi. Tí nữa sẽ có cơ hội như mày giết nó. Tao đoán chắc chắn con đấy là chùm. Chắc là bây giờ nó phải có một cái gì đấy em để mình. Em cần máu, ai có máu nhường em với.
để mình kích hoạt. Ôi, mẹ, cái trò này phải tranh tranh tiền nhau à? Tiền là skill ấy. Rồi, clear. Ơ, thế nó không phải là boss à? Ui, ui mẹ vãi. Sao mình phế này? Thằng Thành kinh kia. Cứ chê nó đi. Đéo, sao gì này? Cái đấy là cái gì nhỉ? Đây hình như là mày giết được nó hay sao ấy. Chết một lần này. Chết bởi vì dính đam từ cái bẫy này. Phá 10 cái đồ linh tinh. Từ từ nhá, em nhắn nút cái tin. Ơ, cái này nó chia ra hai nhánh à, chúng mày chọn đi. Maximum Mamuri này là chắc là map phụ để kiếm thêm tiền. Đi tiếp hay là đánh map phụ đây? Đánh map phụ giết, kiếm thêm tiền. Em nghĩ là giết được thằng kia đấy. Ui 26k tiền này. Ui sao mình nhiều thế, sao tao có 8.000? Con nên thay đổi vũ khí không nhỉ? Ôi dồi ôi, 26.000 sắp đổi được vũ khí ngon rồi. Rồi để vũ khí này. Sao tao chả có cái gì này. Em đang phân vân mẹ... Nếu mà đổi cung thì nó có quả đặc bom ngon. Giàu ai có vãi gái. Rất đi ra. Ui mẹ, một cái vũ khí cấp tiếp theo vớ vẩn cũng 16.000 ạ. Mình chọn class này có vẻ sai lầm quá. Hơi khó nhìn rồi đấy rồi. Tiền. À, thằng Tun nữa. Con đấy của nó cứ phi thân vào giết được một đống. Con của mình kiểu cái skill đánh nó cứ biến ra cái thằng zombie nó lùa này, khó căn. Không biết là đứng sát người tôi nó có đánh được không? Tôi sắp chết kìa. Tun này đây có máu này. Đây rồi, em ăn máu rồi. Ở trên đây cũng có này. Đây. Em đập bọn này này em hết máu giờ. Đập này đi anh Thành. Mẹ. Trò này, cái trò này đệ của tao nó cứ phải giết quái để hồi dần thì nó mới gọi được ra. Nào con máu không Tun? Có. Em còn thiếu một vạch này. Mất rồi. Đâu, đây bên đây, bên đây. Ấy em nhìn rồi. Ô, ui, đã lại ra thêm kìa. Ôi quả bom của Thành kinh vãi ra OP vậy. Em vô lý vãi. Đuổi. Ui. Đấm phát. Bọn này đấm một phát em mất một bình máu luôn này. Vãi trưởng. Một bình máu. Mất một vạch luôn. Vãi đá. Cái này đéo biết là có được nâng cấp vũ khí mình đang dùng không nhỉ? Em thích bom. Ô, cột này. Ui. Nâng cấp. Hình như là không nâng cấp được cái dao ấy, tại vừa tao ấn vào cái vũ khí tao đang cầm thấy trả ra cái gì. Trông giống Green Runner trên này. Đấy đi, nó nổ này. Đó rồi, cái cột này đánh. Xong rồi. Sao cổng nó vẫn chưa mở? Còn tơn nữa anh em. Ơ, cái map này hình như là cứ thủ đến bao giờ rồi thì thủ ấy. Ui, tại vì đây là map phụ mà. Ui vãi trưởng ạ. Bắn này còn sao chạy cực kỳ. Thôi anh Thành sắp chết rồi kìa. À. Thôi xong. Ui ông chết rồi. Đủ. Vãi trưởng. Thôi giết nó đi. Giết nó đi để tao lấy điểm tao hồi sinh nào. Đây, nó đập cho thằng Tun cái mẹ lộn 3 vòng. Quá tay. Anh dậy chưa? Ui vàng của tôi. Vô lý. Cuộc đời quá là bất công. Mình là người cống hiến nhất mà cuối cùng lại đứng nhìn chúng nó nhặt vàng. Bó tay. Em qua cửa này. Ui mà đống vàng anh Thành ơi. Không nhặt. Đúng là thánh nhân đãi kẻ hù cờ. Ui. Ui. What the hell, cái gì thế này? Nó mày này, nó hiện đây là Grid DS Hero, tức là thằng anh hùng tham lam nhất. Really?
Đúng rồi.